Rồi, hello chào các bạn ạ. Sáng ngày hôm nay đi tập thể dục, quay cho các bạn một số hình ảnh khu mình đang ở đây. Để các bạn xem ở đây có cái gì khác thường không. Ồ, nhà này nó có chiếc xe cổ đẹp các bạn này. Là chiếc Toyota. Toyota Crown. Xe cổ mình thấy rất là đẹp các bạn. Nghĩa là họ có một chiếc rồi các bạn nha, mua thêm một chiếc nữa về chạy tình tành chơi đó. Cách đây mấy mươi năm rồi mà người ta thiết kế một cái xe nhìn rất là vuông vắn, gọn gàng, rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn có tiền là mua mấy dòng xe này về chạy chơi cho vui. Đó, mấy bữa mình đi ra đường nào mình đi tự do được, bây giờ nó có barrier nó gắn đây luôn rồi các bạn này, đi không được luôn. Kia thêm trọng gác nữa, đang trọng gác nữa rồi kính luôn. Ở đây mấy nhà nghỉ này là nghỉ hay rồi các bạn này, nhà hay đóng cửa này. Đó, những cái nhà mà mới xài này là từ ngày dịch Covid bây giờ là đóng cửa hết. Ở dưới đường kia có một cái barrier nữa các bạn. Đường phố vắng tanh muốn tèo hết. Hồi mình đi xuống dưới kia mình có gì hàng qua cho các bạn à. Rồi bây giờ mình ra tới con đường ngoài này rồi các bạn. Đường ngoài này là nó sát con đường biển luôn. Ở ngoài kia cũng có một cái barrier các bạn này. Đó, đóng kín luôn. Đó, đi không có được luôn các bạn. Khu chỗ mình nó trống trải, nhiều chim sẻ lắm các bạn. Nó về đây nó ăn, nó chơi cả bài đó. Ông bà thường nói là đất lành chim đạo là nó nằm ở chỗ này các bạn đó. Lồng tổ khắp cái khu vực này. Rất nhiều loại chim các bạn thấy đó. Thành phố mà như vậy là rất là hay các bạn. Trong sao Việt Nam mình có những cái bộ luật, ví dụ như là bảo vệ chim chóc đừng có phá, giống như nước ngoài mình thấy rất là hay các bạn. Ở nước ngoài người ta có những cái bộ luật không có được đánh bắt những cái con động vật ở ngoài tự nhiên á. Bởi vì sao mà các bạn thấy con gì ở nước họ cũng có rồi. Các bạn đi qua châu Phi là các bạn thấy những cái cánh đồng rất là nhiều thú nó chạy. Thú đó mà Việt Nam mà ở đó là thôi chứ chắc mấy con nó không có còn. Dân Việt Nam mình phá lắm các bạn. Chim sẻ sẻ xíu mấy bữa nó chơi ở đây các bạn này. Bay xuống đây mà cũng lái dài cũng bác. Lái dây đầu này đầu kia rồi cũng thả mấy cái loa các bạn này, cây chip chip như vậy là những chim xà xuống là bác sạch hết. Đợt vừa rồi mấy ổng đi cũng mừng đó, con gì mấy ổng cũng bắt được hết các bạn, chim sẻ xíu cũng ăn được. Bây giờ đã 6 giờ mấy rồi mà bữa nay cho phép đi tập thể dục là rồi các bạn, nhưng mà dân họ ít đi lắm.
mong sao mọi thứ trở lại bình thường, nhìn giống như thành phố ma các bạn ạ. Không có không khí sống yên tĩnh thì nó cũng nhẹ nhàng thư thả đó, nhưng mà nó yên tĩnh là trong cái nội của nó, là không phải có sự bùng nổ. Yên tĩnh kiểu này thì cũng không có sướng mắt lắm. Là vẫn tành tèo mấy cái nhà này cho Trung Quốc thuê về trơn rồi đó, mấy nhà cao tầng này. Ở đây còn những cái lô gốc rất đẹp này, cái lô gốc này không đụng vào, đụng tiền không tiền các bạn này. Đường Nam Nam nào nó bạn hậu đỉnh điểm giá 5 tỷ một lô mà. Gần đường chính này 1 tỷ mà giá dã man, vì toàn bộ đây là những người Hà Nội người ta mua cái người ta size cao lên như vậy cho Trung Quốc thuê. Một cái nhà mà nó cao như vậy cho thuê một tháng được 60 triệu bạn à, hồi mới ra đó thì bây trừ thì bỏ không rồi. Thì có một cái dòng tiền thuê tốt như vậy cho nên người ta mua các bạn nhé, người ta tính mua như vậy là người ta cho thuê khoảng vài mươi năm, tháng nào nó có vài chục triệu. Đúng là dịch tới là mọi thứ thay đổi hết trơn đó, nhà này hướng rất đẹp, đúng ra hướng nhìn ra biển luôn các bạn đó. Có tiền mua những hướng này không cần cho thuê ở vẫn rất là sướng, nhìn ra mặt trước biển rất là đẹp, rất là mát mẻ. Đường này đường Bãi Nam nữa đi rất là sướng, đường này nó thông từ dưới kia các bạn này đó, các bạn nhìn tới gần cái núi luôn đó. Đường thông rất là đẹp. Tất nhiên sau này thành phố sẽ dỡ mấy gạch và lóc này làm hết lại. Đà Nẵng mình làm đẹp nhưng mà có những cái mình chưa có vừa ý. Đúng ra là phía dưới này là lắng một cái lớp hồ các bạn biết không? Sau rồi lắc cái gạch này lên là rất là đẹp. Phần đa những khu tái định cư là người ta làm vì cái kinh phí rất là thấp, nên người ta làm chất lượng cái vỉa hè không có đẹp. Khu nào dân ở thì được thế, còn dân không ở là các bạn thấy nó mập rất là nhớp nhác. Đường nào cũng bắn tanh. Hồi đó ở đây chỉ có 500 triệu lô thôi các bạn, bây giờ 5 tỷ mình nghĩ chắc trừ hạ xuống chứ không tới giá đâu. 5 tỷ là cái giá đỉnh điểm mình nói cho các bạn đó. Nhà này có người ở này, nhà này mấy ngày nay mình thấy có người về đây ở, người Việt chứ không phải là người Trung Quốc. Là chỗ này có thằng cái nữa rồi các bạn này, đài có thằng cái nữa. À, những cái nhà hàng này mấy bữa bán rất là đắt các bạn, dẹp tiệm luôn. Đó, đường này đẹp ngắt ngay, nhìn thấy thê thảm. Mấy cái khách sạn này cũng rất là đẹp này, làm sao đóng cửa hết. Chỗ này có cái này đẹp nhất các bạn này, cao ráo đẹp, thật đẹp, cao nhất ở đài luôn á, xây dựng xong đám cửa luôn. Đó, đường đâm thẳng ra biển luôn các bạn, ở đây thì chưa cho tắm biển được cho nên mình không ra ngoài nữa được đâu. Đó, quay cho các bạn xem một vài hình ảnh như vậy đó.
khu của mình còn những cái đất trống rất là đẹp các bạn. Nó vậy thôi chứ ở khu này rất là sướng các bạn này, ở cũng rất là sướng. Bạn thấy nó rộng thoáng đãng, gần đường lớn phi qua đây phát là tột nó đi ra biển liền. Rồi buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa thích, thích 8 giờ nào 8 giờ đó, rất là sướng. Những cái mùa hè nắng nóng nó bạn là đi ra ngoài biển tắm đã lắm. Còn khu đất trống này rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Đây mà lộn trung tâm thương mại hay là cái dịch vụ gì nó bạn là toàn bộ đất khu này còn lên nữa. Là nhiều người người ta vẫn đi sang đất cái khu vực này các bạn. Tại vì còn rất là nhiều cái ô đất trống này các bạn này. Đó, ngồi kia còn rất là nhiều ô lớn lắm. Còn những ô đất trống có nghĩa là nó có những hoạt động xây dựng. Các bạn hiểu là như vậy. Là nó còn có khả năng tăng giá. Còn những khu nào nó xây kín hết rồi thì chẳng qua là tăng giá là nhờ cái sự thay đổi về dân số thôi. Thì hôm nay các bạn đầu tư bất động sản thì các bạn phải lưu ý một số cái thông tin như vậy. Bất động sản là nó tăng là có nhiều lý do lắm. Thứ nhất là hưởng lợi về sự phát triển hạ tầng. Thứ hai là sự dịch chuyển dân số. Ví dụ khu nào mà dân chưa về thì giá nó không có tăng, nhưng mà dân nó càng ngày càng về nhiều thì đất bắt đầu nó tăng lên. Dân về nhiều như bạn biết là có những hoạt động buôn bán, người ta mở những dịch vụ này nọ thì giá đất không tăng. Nguyên nhân thứ ba nữa là ví dụ như từ huyện mà lên quận rồi nhập các quận là lấy thành phố, ví dụ như câu chuyện của thành phố Thủ Đức đó, đó là xã lên phường hoặc là xã lên thị trấn thị tứ gì đó. Chỉ cần lên cái tên thôi là giá đất đã lên các bạn, lập một cái mặt bằng giá mới, ngay cái tin không cũng đã lên rồi chứ đừng nói mà xác lập cái tên nữa. Nguyên nhân thứ tư nữa là hưởng lợi từ sự phát triển của các cái dự án. Ví dụ như nhà bạn có vài hecta đất nằm vị trí sáu đuôi sáu mù như vậy, ma chê quỷ hờn không ai để ý hết, thậm chí mình bán họ mà người ta tới người ta lè lưỡi chê bai kêu là đất chó ỉa rồi chứ đó. Đùng đùng có dự án nào nó về nó đặt cạnh bay nó bạn, đất bạn là chỉ hốc bạc đã lên thôi. Nó là nó hưởng lợi từ những cái dự án. Nhiều khi nhà ở quê các bạn biết không, có những cái ruộng chuối là có vườn được các bạn này, những lô lô lấp lại không ai để ý ra đó. Chục năm sau con đường phát có vé hoàng phát mở đường đó là giá không tăng. Hay là có dự án cái ông về cũng làm cái khu sinh thái mà đó là đất tăng. Ở đây có chuyện bài rất là nhiều các bạn này đó. Ở đây là có mình thấy để ý có chim sáo các bạn không, ở đó 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 các bạn, mà cầu sáo nên khổ lắm, không biết ở đâu mà nó giống như mình nuôi lòng các bạn này, cái sống được lòng ra cái lần nó bay bay như vậy là nó kiếm cặp với nhau, kiếm cặp một thời gian rồi bắt đầu cũng đẻ. Trước ở đây mình thấy chỉ có cạp thôi, ít lắm. Bên đây mình thấy nó nhiều lên rồi, có nghĩa là nó cha mẹ nó đẻ ra. Thì bất động sản nó có một vài ý như vậy các bạn. Nó là nói về là nguyên lý hắn là như vậy. Còn câu chuyện của chúng ta đi mua tại thời điểm nào, các bạn không biết, các bạn mua trúng cái đỉnh thì gọi là đu đỉnh,
dân bất động sản gọi là đu đỉnh là các bạn vẫn chết như thường, hay là mua trúng những cái quy hoạch treo, dân bất động sản gọi là quy hoạch thối đó các bạn. Thông tin quy hoạch ấy mình không biết, nhảy vào phát, mình vừa nhảy vào là mình vừa đu đỉnh là mấy ổng vừa rút tiền ra là coi như mình cũng cháy. Đó, nhiều câu chuyện lắm các bạn, về nguyên lý thì ai cũng nắm hết trơn, nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết cái thời điểm nhảy vào là vẫn chết như thường. Nhưng mà ngày hôm nay mình thấy máy bay bay quá trời quá đất. Ngồi kia có những cái dự án, những cái resort ven biển rất là đẹp các bạn này, nhưng mà có mấy ông này nó bảo ông sai một trăm chục mấy năm trời ròng rã rồi còn nguyên đó, chưa biết bây giờ ông đưa vào ông sử dụng. Đó, nhiệm chủ đầu tư nó bạn nhìn cái bề ngoài ông thôi chứ phía trong ruột ổng yếu ồm à, lúc cũng dành đất cũng dành thôi chứ. Đúng ra là sai càng nhanh, đưa vào khai thác nhanh là phải thu hồi lại vốn. Nguyên tắc là kinh tế không là như rước đúng không? Đó, nhưng mà ông làm sao ông để giữ trời mai đánh bay, biết bây giờ sao không biết bây giờ đưa vào khai thác. Nên trong những ông dự án ven biển này cũng nhiều vấn đề lắm các bạn, nhiều ông là ông xí phần cái cũng nằm ảnh đó đó, ông chờ 5 năm 10 năm giá đất lên cái là ông tìm được ông chủ đầu tư nào trả giá thông thân là ông sang nhượng lại. Rồi ngày nay mình đi tập thể dục nhân tiện mình quay cho các bạn một số hình ảnh khu mình đang ở. Hiện bây giờ tình hình vẫn còn những cái barrier đó, mặc dù Đà Nẵng chính thức ngày hôm nay là cho dân đi lại từ vùng này sang vùng kia rồi đó. Đà Nẵng cơ bản là vùng vàng với vùng xanh thôi, vùng đỏ ít lắm, nhưng bây giờ đi ra đường vẫn bị cấp giấy. Mình nghĩ là ít nhất phải 10 ngày sau nữa kìa tình hình mới dần dần trở lại. Bây giờ những cái vùng xanh vùng vàng là cho mở bán đem về đó, dân buôn bán trở lại nhé. Bức bí quá rồi các bạn, chịu không nổi nữa rồi. Với ba chào các bạn ạ. À.